Xin chào mọi người. Sau lưng mình đây là cái căn hộ cho thuê khách sạn Lan Hồng nhé. Đây là công trình mình đang thi công điện nhẹ ở đây nha. Mình sẽ đi một vòng cho các bạn tham quan nhé. Đây, trên đầu mình đây là con camera IP Hikvision, không còn đang quay video, camera IP Hikvision nhé, 2 chấm, rất là tuyệt vời. Để con đi một vòng chú Thu nhé, con quay để con đưa lên mạng á, quảng cáo. Dạ, quảng cáo căn hộ cho chú Thu này. Đây là cái tầng hầm nhé, ở đây có một con, cái không gian rộng như thế này nhưng mà chỉ cần hai con camera là quan sát coi như gần hết. Con này rất là tuyệt vời, góc rộng, độ phân giải cao. Hiện tại ở đây đang xài đầu đi 32 kênh, mình sẽ đi vòng công trình để các bạn dễ hình dung nha. Cái này mình thi công full option camera, wifi, tổng đài nội bộ. Bạn nào ở nhà Trang thì xây nhà thì tham khảo nha. Liên hệ thông tin thì phía dưới. Mình sẽ đi một vòng công trình này, xài hai con sạch sẽ hết rồi. Đây là cái quầy lễ tân nhé, rất là tuyệt vời luôn. Cái khu đại tư là rất là tuyệt vời. Đang làm em xem chưa? Đây là cái tổng đài Panasonic các bạn nhé. Đấy, các bạn dễ hình dung. Đây là có 40 like nha. Đây là một cái khung chính và một cái khung phụ. Nếu mà cái khung chính thì tối đa nó được 32 like thôi. Đây là cái tủ rôn này. Tủ rôn để đấu dây vào. Cơm chưa? Ăn rồi. Làm cho xong luôn không? Chưa, giờ ở đây luôn mà. Tuyệt vời. Anh em đều tất cả đều mục đích cho kẻ. Đây là cái tủ rắc này. Nó có một số công trình lớn thì các bạn phải có cái tủ rắc như thế này để thiết bị. Đây quay vô trong cho các bạn dễ thấy nè. Đây, chờ mình tí nha, mình sẽ quay lại phía trước. Tắt cái phía trước rồi. Đấy, cho anh ra đấy. Chào chức. Hello em. Anh em nhiệt tình quá. Đây là cái tủ điện nha, trong đây nó sẽ có một cái switch 81. Đây giờ mình sẽ lên trên nha. Này là 10, cái này là 7 tầng. Thì tầng nào nó cái tầng này sẽ có tối nha. Tầng nào nó sẽ có một cái tủ như thế này. Mình lên tầng trên thì cho nó sáng thôi. Ôi, tầng này cũng tối. Ở đây mình đi xuống dưới cho nó sáng các bạn nhé. Cái này mỗi tầng xài hai con wifi. Wifi này sử dụng wifi con Totolink N300 RH nhé. Như hôm bữa mình có làm cái clip về cái con wifi N300 á, còn xuyên cực kỳ tốt. Nhưng con này nó 5 dBi nha, nhưng mà anten của nó thì dài. Đây nhá, trên đầu mình đây là cái con wifi Totolink N300 và con camera ở đây có 17 con camera IP nha.
Camera IP thì nó sẽ chạy cái xài mạng các bạn nhé, xài dây mạng dây cách 6 chứ không có xài dây cáp đồng trục liền nguồn nha. Mình sau đây anh làm bên kia thử. Xe này có điện không chứ thôi. Con chào chú. Đây các bạn nhé, đây căn hộ là căn hộ cao cấp. Đây nó có bàn. Đây có bàn ăn này. Bàn tiếp khách này, tivi. Rất là to luôn. Căn hộ này 47 Phạm Ngọc Thạch các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu thuê căn hộ thì các bạn 47 Phạm Ngọc Thạch nha. Đây bếp này, tủ lạnh này. Phòng ngủ. Ngủ đây. Đấy. Đầy đủ. Phòng ngủ thì trong này đã đấu like tổng đài luôn rồi các bạn nhé. Mình sẽ bỏ dép ra. Đây, tủ nè, giường nè. Đây là cái tổng đài nó sẽ cái này nó sẽ kết nối xuống cái tổng đài nè. Đây là cái điện thoại nè. Cái này là cái outlet. À. Nghe các bạn nhé. Cái này nó sẽ gọi khi mà các bạn nhắc số lên, các bạn gọi số 0 hoặc là số 9 tùy theo bên mình lập trình thì sẽ gọi cho bên lễ tân. Rồi lễ tân thì mới được quyền gọi ra ngoài nha. Căn hộ này cao cấp nên nó đã có luôn cái tổng đài nội bộ. Còn bình thường những cái đầu tư căn hộ bình thường thì các bạn cũng người ta cũng không có đầu tư cái tổng đài này. Ở đây thì mỗi tầng như thế này nó sẽ có hai cái tủ như thế này. Tủ hôm nay thì nó bao gồm điện nè. Điện. À. Ở đây thì có một cái hạng mục của mình, đây là cái switch. Đấu cái switch 8 bậc ở đây. Đây, đây các bạn nha. Đấy, cái switch 8 bậc mình đã đấu ở đây rồi. Cái mục đích của cái switch này á, để mình giải thích cho các bạn, mục đích của switch này là để liên kết đưa xuống dưới cái tủ. Và cái switch này nó sẽ đưa tới tất cả các TV. Thì nếu mà khách hàng muốn sử dụng cái gói IPTV á, thì đã có sẵn cái hạ tầng luôn rồi, thì phải có cái cổng LAN phía sau cái TV này. Phía sau cái TV này hiện tại đang có một cái cổng LAN dành cho IPTV và một cái cổng cho truyền hình cáp. Thì chủ nhà đây xài truyền hình cáp nhưng vẫn đầu tư hạ tầng cho cái cổng LAN của IPTV luôn. Phòng này view rất là đẹp luôn. Đấy, muốn bàn làm việc, bếp, tủ lạnh, phòng khách. Đây ngủ đây. À, đây là vừa cho thuê căn hộ.